chào tất cả các bạn đến với chương trình tư vấn du học Úc của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn về vấn đề hướng dẫn chứng minh tài chính khi đi du học Úc. Đăng ký du học Úc thì đa số các bạn học sinh cũng như là các bậc phụ huynh đều lo lắng về hồ sơ tài chính, việc giải trình thu nhập của gia đình mình. Thì nhiều gia đình có tiền nhưng lại không chứng minh được nguồn thu nhập trên giấy tờ. Vậy thì đăng ký làm hồ sơ du học Úc có được hay không? Và làm sao để hướng dẫn cách chứng minh tài chính trong trường hợp này? Thì như các bạn cũng biết thì nước Úc nổi tiếng trên thế giới về khí hậu ôn hòa, con người lịch thiệp và nhiều ưu đãi về việc làm cũng như là dễ dàng định cư. Đấy là một khái niệm mà hầu hết các bạn học sinh đều biết tới. Và khi nhắc đến việc du học Úc thì đa số các bạn nghĩ ngay đến vấn đề là chuẩn bị hồ sơ dày như là sách giáo khoa và phải lo lắng rất nhiều về việc giải trình thu nhập của gia đình. Nhưng đó là của trước đây. Và từ đầu năm 2012 đến nay thì hồ sơ đi du học Úc đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2014 thì dạng visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính đã được mở rộng thêm cho 55 trường cao đẳng tại Úc và tổng cộng cho đến nay thì có là 115 trường thuộc dạng visa ưu tiên này. Và cũng chú trọng vào việc chính sách xét visa cho các học sinh theo diện học cao đẳng nâng cao, tạo cơ hội mở rộng hơn cho các bạn sinh viên quốc tế. Đây cũng là cơ hội vàng dành cho các bạn muốn theo học các khóa học nghề hoặc là cao đẳng nâng cao tại Úc khi mà đa dạng về sự lựa chọn cũng như là tỷ giá đồng đô la Úc đang thấp. Khi Đại sứ quán Úc nới lỏng chính sách xét duyệt visa, không cần chứng minh tài chính đã giúp cho rất nhiều học sinh có nguyện vọng đạt được ước mơ của mình. Và rõ ràng thì chính sách mới này đã rút được gánh nặng cho các bậc phụ huynh về việc giải trình hồ sơ tài chính. Đồng thời thì các em học sinh chưa có trình độ Anh văn vẫn được phép đăng ký học tiếng Anh tại Úc mà không cần chứng chỉ IELTS hay là TOEFL. Thực sự là rất là tốt. Thay cho việc các em phải rèn luyện tiếng mới cứ sang Úc học thì các em có thể là sang Úc học tiếng Anh để âm điệu được chuẩn nhất. Vậy nếu bạn đăng ký mà ngoài danh sách 115 trường thuộc dạng visa ưu tiên thì tất nhiên là bạn phải chứng minh tài chính cho trường hợp hồ sơ này rồi. Và để chứng minh thì bạn phải căn cứ vào các nguồn thu nhập của người bảo lãnh tài chính và đưa ra các giấy tờ phù hợp. Thì chương trình liệt kê một số trường hợp chứng minh tiêu biểu như sau. Đối với việc là bạn đang đi làm cho công ty hay là một tổ chức nào đó thì ngoài là xác nhận công việc về thời gian làm việc, chức vụ cũng như là thu nhập tài do cơ quan cấp thì người bảo lãnh tài chính cần cung cấp những cái hợp đồng lao động hoặc là quyết định công chức, quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc là quyết định nâng lương gần nhất của bảng lương. Và hai giấy tờ mà cần yêu cầu thêm đó là sổ bảo hiểm xã hội và sao kê tài khoản ngân hàng nếu có. Nếu như mà bạn có doanh nghiệp riêng hoặc là góp vốn kinh doanh thì người bảo lãnh cần cung cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh của công ty, báo cáo tài chính nếu có và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thuế hàng tháng hoặc là thuế môn bài. Nếu chỉ góp vốn thì cần cung cấp hợp đồng góp vốn, phiếu chi cổ tức hoặc là kê khai tài khoản. Với các trường hợp công ty báo lỗ, nộp thuế thấp v.v. thì cần cung cấp các giấy tờ bổ sung phù hợp với các ngành nghề kinh doanh. Ngoài hai trường hợp cơ bản này thì còn rất nhiều nguồn thu nhập khác như là bạn bán nhà, bán đất hay là cho thuê nhà, bán vàng, cho thuê ô tô, được người thân tặng hoặc là thừa kế, kinh doanh trang trại hoặc là nhận thầu khoán v.v. Thì mỗi một nguồn thu thì sẽ có những cái cách cung cấp các giấy tờ hợp lý và hợp pháp cho hồ sơ của bạn và các bạn sẽ được hướng dẫn là cách cung cấp hồ sơ khác nhau. Và các bạn hãy nhấc điện thoại lên gọi ngay về số 0838484879 để được gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn Úc của Tân Đại Dương có thể là hỗ trợ tốt nhất cho trường hợp hồ sơ của bạn. Và Tân Đại Dương cũng hy vọng rằng là với những thông tin vừa chia sẻ ở trên thì các bạn cũng có sự chuẩn bị tốt cho hồ sơ chứng minh tài chính của mình khi đi du học Úc. Và mọi thông tin thắc mắc về thủ tục hồ sơ du học cũng như là chứng minh tài chính khi đi du học Úc như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam ở địa chỉ đó là 148/1 Trần Quang Khải, phường Văn Đình, quận Nhất hoặc địa chỉ ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý rằng là Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng theo dõi clip chia sẻ của du học sinh đã nhận được visa du học Úc chia sẻ nhé. Xin chào các bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình chia sẻ du học Úc cùng công ty Tân Đại Dương là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với một bạn du học sinh, bạn tên là Nguyễn Ngọc Thanh, vừa nhận được visa du học Úc của mình. Xin chào Thanh. Xin chào chị, xin chào bạn. Câu hỏi đầu tiên là Thanh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thanh thì cũng giống như chị đã giới thiệu rồi á, thì mình hiện tại mình đang ở quận 3 và trước đây thì mình cũng học là RMIT và đây là lần đầu tiên mình xin visa apply qua bên Úc.
Khi mà qua bên Úc thì mình chọn học chuyên ngành gì cũng như là trường nào vậy bạn ha? Mình vừa kết thúc xong là đại học ở bên Việt Nam thì bây giờ mình tiếp tục học ở RMIT, nhưng mà mình học về MBA ở bên đó, thì đây là cái dự định tiếp theo của mình, vì chưa phải là dừng lại đâu. Thì hiện tại mình có rất là nhiều bạn ở bên đó và cũng có một vài người thân, nhưng mà mình lại lựa chọn là homestay thôi. Hy vọng là cái môi trường homestay sẽ giúp cho các bạn là dạn dĩ hơn và sớm thích nghi hơn với cái môi trường du học của mình. Và một câu hỏi nhỏ nữa là bạn biết thông tin của Tân Đại Dương qua đâu vậy bạn ha? Tại vì lúc trước thì bạn của mình cũng đã từng thông qua Tân Đại Dương để đi xin visa qua bên Úc một lần rồi. Thì bây giờ là dựa trên cái thông tin mà mình xem ở trên mạng và cùng với sự trao đổi giữa mình với bạn của mình, thì mình đã quyết định chọn Tân Đại Dương. Tại Tân Đại Dương thì ai là người giúp bạn chuẩn bị hồ sơ du học của mình? Trên Tân Đại Dương thì mình gặp chị Hà. Thì chị đã hướng dẫn mình rất là tận tình. Thứ nhất là thông qua điện thoại, cái thứ hai là mình cũng có lên trao đổi trực tiếp ở tại công ty. Nên được sự hỗ trợ của chị thì hồ sơ của mình tiến hành rất là thuận lợi. Trong thời gian khoảng một tháng rưỡi thì mình đã báo được là cái hồ sơ của mình gần hoàn tất. Thì trong vòng là gần 3 tháng thì mình là chính thức book cái vé để bay qua Úc. Hiện tại thì mình được biết cái chương trình của mình thì kết thúc trong vòng 2 năm thì mình sẽ hoàn tất cái chương trình MBA. Sau khi mà cái hồ sơ của mình đã hoàn tất rồi á thì mình sẽ sang Úc, xong rồi sau đó là nửa năm em trai của mình cũng đang học lớp 12 ở trường Nguyễn Khuyến á, thì bé cũng có quyết định là sẽ đi sang Úc tiếp tục. Mình cũng có giới thiệu với em, mình cũng có nói với trước với gia đình là sau khi mà em tốt nghiệp á thì sẽ nhờ bên Tân Đại Dương tiếp tục hỗ trợ cho cái hồ sơ của em đi du học Úc để nó tốt đẹp hơn, dễ dàng hơn nữa. Tân Đại Dương rất vui khi nhận được tín nhiệm của bạn đó. Cảm ơn. Tại vì thật sự thì nói thì làm ở bên đây thì cái gì nó cũng rõ ràng hết, nên mình rất là thích về cái quá trình được phân tích rất là kỹ lưỡng của chị, cũng như là sự hỗ trợ ở bên đây rất là tận tình, mình thích lắm. Khi mà du học xong rồi thì bạn có dự định gì cho tương lai không bạn? Trong tương lai thì sau khi mà kết thúc cái khóa học này á thì mình dự định là sẽ, nếu mà cái việc học của mình thuận lợi thì và cái công việc của mình thuận lợi, nếu mà ở bên Úc á thì mình có thể xin phép ở lại Úc để làm một thời gian, còn không thôi á thì mình sẽ chuyển tiếp qua bên Mỹ để mình tiếp tục học nữa. Vâng, Tân Đại Dương hy vọng rằng bạn sẽ sớm hoàn thành được ước mơ du học của mình, và nếu có dịp thì bạn hãy ghé thăm Tân Đại Dương bạn nha. Một lần nữa thì chúc bạn du học thành công ha. Dạ rồi, cảm ơn chị. Và để được hỗ trợ hồ sơ du học Úc như bạn Thanh đây thì bạn hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879, hoặc cũng có thể đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Và hiện tại thì Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Xin lưu ý một điều là Tân Đại Dương chúng tôi hiện không có chi nhánh ở